Chết rồi. Chị đi rồi. Chị cứ thôi, máy giữa mép của em. Không, máy trên thuyền đi anh. Không, đi cứu luôn đi. Nè, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Xà thế nhở? Ủa, sao lâu thế? Ra lâu mà. Hả? Chị cứu đi, chị nhắm chị cứu đi, chị cứu đi. Ô, thế thôi, mày được gần hơn thì mày nhắm cứu đi. Gần hơn thì nhá cứu đi, chị tới không kịp đâu, chị đi từ ruộng ngô sang cơ mà. Cứu gì, cứu gì, nhé gì. Ai nói chị nông rào à? Chị có 6 này để chị cứu. Má, tí xíu là tì rồ à. Thôi chị kêu cho này. Ôi, nước ở đâu vậy? Ôi, nước ở đâu vậy? Ủa, nước ở đâu vậy? Không biết luôn ấy. Ủa, không biết nước ở đâu luôn á. Không biết, không thấy cái đường nước ở đâu đây đấy luôn ấy. Rào cái gì ấy? Không biết nữa. Rồi chị không có 12 giờ, chị cứ kiểu gì đâu. Nó cứ rào vô. Rồi bỏ đi, tiêu chuyện. Ê bê luôn chị. Ê bê làm sao được? Bê bê là chị cũng chết vì nó ra vùng nước đoạn đấy rồi, em hiểu không? Đi cái đường đấy là ra nước rồi, là có nước rồi. Chị đang cố đập đột máy đó. Bỏ máy đi hưu đi em ơi. Ờ, chị ít là chị chết thì xong máy rồi. Ừ. Hiu hiu anh, đang sau lưng nè, anh đứng bên lít nè. Máy thuyền nha anh, máy thuyền. Máy cửa ruộng ngô xong chưa? Hiu, cứ hiu đi. Máy chưa ruộng ngô chưa xong, cứ hiu đi. Ừ, ok, ok, không em hỏi thôi. Ra đây chị, chị ra đây chị, ra đây chị, ra đây chị. Lên thuyền đi, em chuyển cái máy đó khoảng 8, 7, 10 gì. Em lên đập đi. Dạ anh ra. Anh ra đập máy luôn. Chứ quải luôn, rồi anh ngay rụng. Đập máy dưới thuyền luôn được. Đập máy dưới thuyền luôn, đập hai máy luôn. Hai này của chị gần xong rồi nè. Gần xong hả? Ừ, khoảng 70% rồi. 70 thì quá ít. Chuyền qua đi. Ai chuyền? Không, làm gì có đi chuyền đâu. Không có bài sơn nơi đâu. Em giải máy đi. Có 50 à. Mới 50 thôi á. Dạ thôi, em giải luôn cái máy dưới thuyền đi. Hai máy rồi nha. Sao không để chết đâu. À, đúng là đau à. Nước nhiều quá à. Má đó, thì chạm thế. Bóc luôn. Nó chèo ở đâu đây? Nhỏ nhỏ. Nhưng máy này chưa xong được. Em đi cứu được không? Ủa, Phi ơi cứu đi em. Phi phải đi cứu chứ, chị làm sao mà cứu được. Chị, ra cái máy thuyền, ra cái máy thuyền đi để em cứu. Hai máy thuyền luôn á chị. Ừ, hai máy thuyền. Trời chém á. Chị đừng có cố cái máy đó nữa. Nhưng mà chị chạy ra đấy nó rất là xa, em hiểu không? Nó rất là xa. Cứ cố đi. Nó rất là xa luôn, chứ chị làm sao chị sang đến tận cái thuyền mà có cái máy đập máy bị đi ức. Ủa? Ủa, cậu chết nữa sao? Thôi không cứu nữa, chịu luôn ạ. Ốp rồi. Không, nó tới mà. Nhưng mà nó đang... Đang rào mà. Chị đang đập máy đi. Đập làm sao nước nó lên đây này. Mày muốn chị chết à? Thôi được kìa. Đi đi anh. Cái máy thuyền á. Không cố được. Giờ tôi chạy mày bắt chị chạy từ ruộng ngô ra tận thuyền cả. À ra tận bờ biển. Bọc thì lên. Làm sao mà chị chạy được? Với cả là con máy đi búp vải lìn ra nữa. À khoan, chị nó quay lại, nó quay lại. Quay lại á. Ừ, coi chừng. Anh hai cái máy thuyền đó gần xong rồi đó chị. Chị ra, chị ra canh cứu đi. Em nghĩ chị canh cứu. Đá máy, đá máy, đá máy, đá máy. Em cố đập nấp, 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 nấp. Gì giống dán thôi. Nấp đi, nấp đi. Cô luôn rồi, bê gì ra, bê gì ra. À, thấy rồi. Nước, bỏ. Rồi,
Bỏ cái máy này đi. Ui, nó dí chị rồi. Nó dí chị á. Lên thuyền nha. Ê, Phi ơi, em về em hù nó đi. Chị đang lên cái đồng máy. Lần hai. Lên hai thôi. Chờ hết nước cứu. 87 rồi. Chơi được, chị mới lấy là lấy cái lần hai thôi. Đừng để nó rào nổ nước là được. Bao nhiêu anh? Xong rồi. Vào đi. Rồi, nó quăng táo ra rồi. Rồi, vào luôn. Đừng để rút giáo. Ok, vẫn kịp, vẫn chưa được. Mở cấu. Còn chưa. Phi em... lên ghế lần 2 anh đúng không? Anh đang cứu. Ờ, lên ghế lần 2 à. Anh mới dùng cứu bệnh linh rồi. Giờ lên ghế lần 2 đúng không? Chị đang tranh cứu chị. Anh cứu. Nên nó có nhìn thấy chị đang lục hòm đây không ta? Ai biết. Không. Chắc không thấy đâu hả? Canh cứu đi, chuẩn bị tele này. Canh cứu đây. Có tele không? Nó đang đi phía giữa map nè. Tele. Rồi, tele. Mày. Con mày gấp quá. Em mở cổng đi, chị là mấy chị không mở cổng được đâu. Ok. Mở đi. Thì... Nó không còn cái gì sang đây hết. Giờ nó chỉ đuổi được, phải đuổi được Cairo. Cái hầm ở đâu thì thằng Si không nói. Thằng Si chết sớm mà không báo được hầm. Kìa ông ta. Học kìa. Thôi không sao đâu, không còn cái gì sang đây cả. Mà thôi. Hay chị vòng về cứu em. Chết rồi. À, chết rồi à, thôi thế ra đây. Nó cứu năm bố rồi. Khi nãy thì không ấy sớm. Kết quả đấy Cairo không mở cổng có khi lại hay hơn. Ủa chị đi cứu hả? Không có cây JC. Không có JC à? Đánh bóc vô hàm. Có nửa máu à, cây JC gì. Ủa thế chị đi cứu cho. Chị đi luôn đi. Cái máy đi. Trong nhà của em được 50 rồi. Đi sớm. Rồi đang đi rồi, máy ra xuống hầm sớm kìa. Nhưng mà chị không có 6. Trận này chị không mang 6. Kệ đi. Ôi trời ơi, cứu được là được. Đi. Cứu ra là được, giờ lên nó bóp Phi Phi. Trời ơi, đi đừng bấm robot nữa. Xa lắm. Xa thì cứu một chị. Lần cứu thôi chứ làm sao mà cứu chết nữa được. Không, cứu một lần được, phải cứu hai lần. Cứu hai người đấy. Cái gì mà. Ôi ôi. Chị cứ cứu Si để em cứu Phi ra. Bóc lên rồi. Lên rồi. Ôi ôi. Bảo không có 6 mà, cứu ra cũng như không chị à. Chị cứu thôi. Chị đi ra. Nó xe le bây giờ. Nó xe đi chị á. Nó xe le á. Hiu nhá. Giờ chị xuống cứu em, hiu thì em cho chị cứu. Giờ sao? À thả... À, thả cứu không? Cây xe. Rồi lên đi. Rồi. Ôi, bị kẹt dưới rồi. Vậy dưới đi. Vãi hả? Vãi cả hồi đòn đó. Hồi đòn hả? Ủa mới cứu lên rồi. Ủa? Bị kẹt. Nó bị kẹt. Bị con đấy bê body block. Nó bị con quả body block. Trời chịu rồi. Thôi hưu làm gì chị đã bò mà. Chị bò để em quăng dây chứ hưu làm gì nữa. Cái khúc này không quăng. Kéo được lọt kèo em. Kéo được lọt kèo. Không được rồi. Máy con robot ở trong ở kia chưa xong được mà nó còn mà. Có cái trận chị không mang 6 chị lại phải đi cứu. Thôi để chị mang 6 cho. Đảm bảo là không có 6 thì đừng xuống hàm. Vẫn có người xuống được. Xuống đi. Máy robot 95 rồi, máy robot 95 rồi. Được hả? Rồi. Lên. Em bê cái nữa. Máy robot 95 rồi. Máy robot bên ga kia kìa. Tí nữa có người bù. Ôi em ơi, em làm vậy là chết rồi em ơi. Em làm vậy là chết con nhà người ta rồi, em kéo chị làm cái gì? Thằng Cairo địch BB một hit mà. Mọi chuyện khó hơn khi xuống hầm. Máy cuối không? Chưa đạp được 30. Là máy nào?
Thôi không có máy luôn á. Chị lên ABB nha, chị lên. Đang. Cái gì em á? Giờ ra rồi, bỏ cái hầm đi. Đây, nhảy ba lít. Không có ba lít, chứ đặt ba lít rồi. Thì có bảo là nhảy ba lít, trời ơi anh. Lại xuống hầm. Chết rồi, xuống hầm gì luôn. Chết rồi. Chết rồi à, rồi lại, chị ơi. Bà nhảy ba lít, bà làm gì mà đi vòng vòng thế. Không, em cứ tưởng là cái ba lít đó đã đập rồi. Đã làm, đã ai đập đâu. Cái tầm của em không có thấy. Em mắt dạo này hơi đuôi. Đây chị, chị ra đây. À không, bởi vì em ở đây chị rồi. Có cứu còn không? Có, sao đi. Đang. Úng, à, ba cứu. Ủa? Sao là ba ta? Mày cuối nè, giờ phải cai ra hạp. Máy xong chị ơi. Từ. Hầm ở đâu? Không biết. Tại đây em biết hết chưa? Tìm hầm đi chị cai ra hầm, tìm hầm đi để chị cai ra hầm. Kê đang đi cái. Ừ, tao nè rồi. Mày quẹo ở đây. Qua qua đó. Hầm ở đuôi. Lên. Hầm ở đuôi hầm á. Đuôi hầm á. Ui, đuôi hầm xa lắm. Hầm ghe 2. Vẫn đuổi chị nha. Đuôi hầm. Cố cho nó que đuổi em tới khi còn hò. Thầm này mình không có 12. Ui em quẹ. Ai ủa ủa. Ủa tự nhiên chắc nó sách kèo nó mới qua ấy. Chịu. Nó tung xuất sắc. Bố thì quay lại cứu. Quay lại cứu chị đi. Đường nào chạy thua. Nhưng mà hầm nó đâu quay được thì phải. Ê nó quăng quả về hướng em ấy. Đu quay hỏng mà. Xa lắm. Sao thì cứ đu quay được nhỉ. Nhưng mà xa lắm không sang được. Ơ, map này mà. Ê chị yêu xong rồi nhưng mà nó đang đứng canh chị, nó không bốc này. Ê đi tàu sang nó. Bốc rồi. Nhưng mà chưa hết mắt đỏ mà em, 60 giây nữa hết mắt đỏ mà. Vậy để thi dính sợ bắt đỏ không? Nó chưa biết, em trên đó đâu. Nhưng mà chị lên cái lần 2 rồi. Nó đứng nó cam là được à. Thấy em rồi Cairo à, có táp cứ tiếp các thứ không? Táp đâu ra? Thế em sao mà chơi được? Đó. Rồi. Thế làm sao mà